Alo cả nhà. Ba xe chó luôn nè. Đó. Bữa nay là em thua rồi. Làm sao cứu được? Ba xe luôn một lượt đó nè. Đó. Lấy cái đít vô coi. Lấy cái đít vô. À, 1 2 3 4 nè. 5 6 nè, 7 đứa. Coi nè, xe mà giống như đại hội võ lâm mà đứng trước cửa trạm không? Cứu kiểu gì? Ê đó, Khải. Mày chạy ra trước coi có ai mua thận không mà vô mày chở tao ra bán cho thận. Thận. Xe kìa. Đó. Giờ đám dỗ này ai lo đi chứ tôi lo không nổi rồi. Ba con mèo với một con chó 1 triệu. Trời ơi. Có vụ đó luôn á. Hai con chó mù 800. Già mù. Đủ thứ kiểu cắt kiểu hết. Bốn con chó lớn 4.200.000. Hai con có bầu đấy. Đấy, anh này nói là hai con đang có bầu. Này bầu to lắm rồi. Đó, là 4.200.000. Thì không biết là các bé ở đây có ba xe, không biết xe nào có duyên với Mạnh Thường Quân, xe nào được Mạnh Thường Quân cứu vớt đây không biết. Ở đây là 4 đứa. Gần đẻ rồi. Đó, thì anh này anh nói là không trong quá thì mấy em vô để nhà có thằng thiếu. Đó.